Tôn Ngộ Không và Cuồng Vương La Hầu đã có một trận đại chiến kịch tính. Sau vài trăm hiệp vẫn chưa biết bên nào thắng, cả hai cùng nhau cầm vũ khí lao lên và chạm giằng co. Dư chấn vụ va chạm lan tỏa ra xung quanh khiến đất đá nứt vỡ. Sau cú va chạm đó, Tôn Ngộ Không lại cầm gậy lao lên đánh phủ đầu. La Hầu dùng hai thanh đao ngăn cản, bạo phát sức mạnh đẩy lui đối thủ rồi lại phản công đánh cậu ta bay về phía sau. Cậu ta dùng gậy đỡ đòn và nhanh trí dùng chân sút vào người La Hầu khiến thế công của hắn bị gián đoạn. Hắn cảm thấy những đòn công kích tầm thường như thế này quá nhạt nhẽo, chẳng có ý nghĩa gì cả. Dứt lời lại thiêu đốt đấu hồn, sức mạnh cuồn cuộn tụ tập vào hai cây đao rồi chém ra một luồng kình lực. Luồng sức mạnh khủng khiếp ập đến, va chạm với cơ thể Tôn Ngộ Không tạo ra nhiều tia lửa. Dù đã cố gắng đứng vững nhưng mà cậu ta vẫn bị kình lực thổi bay vào vách núi. Không chịu bỏ cuộc, Tôn Ngộ Không cũng ngưng tụ sức mạnh vào gậy như ý rồi bổ ra một luồng sức mạnh phá tan chiêu thức của La Hầu. Sau chiều này, Tôn Ngộ Không có vẻ đã rơi xuống thế yếu, còn La Hầu thì vẫn đứng sừng sững. Hắn tuyên bố, đợi sau khi đánh bại được tên yêu hầu phiền phức này sẽ tấn công thiên giới. Hắn lao đến chém liên tục, một bên tấn công bằng sức mạnh tuyệt đối, bên còn lại thì quá linh hoạt và lươn lẹo. Tôn Ngộ Không tránh né rồi phản công đánh một gậy vào mặt La Hầu. Tiếc rằng đòn công kích này lại không tạo ra được quá nhiều sát thương cho đối thủ. Ngay sau đó, hai người lại tiếp tục lao vào nhau quần chiến. Toma đứng trên cao quan sát cũng bất ngờ. Cậu ta không ngờ được rằng yêu hầu Tôn Ngộ Không lại có thể giao đấu với Cuồng Vương đến mức độ này. Cậu vẫn cảm thấy phụ thân mình là người mạnh hơn. Như Lai thì chưa vội vàng đưa ra kết luận. Tôn Ngộ Không cũng không phải là kẻ bình thường. Bây giờ nói đến thắng bại vẫn còn hơi sớm. Việc quan trọng là để cho Toma vừa xem vừa học hỏi kinh nghiệm chiến đấu. Sau một hồi chiến đấu kịch tính, La Hầu cũng sử dụng ra tuyệt chiêu đấu thần ngũ cảm. Nắm giác quan trong cơ thể được nâng lên mức tối đa, ngay cả Như Lai cũng cảm thấy e ngại chiêu thức này. Giờ đây La Hầu có thể nhìn thấu được mọi hành động và chiêu thức của Tôn Ngộ Không, phán đoán được phương hướng mà cậu sẽ công kích, nhờ đó mà hắn có thể tránh né dễ dàng rồi phản công ngược lại. Tôn Ngộ Không bị lép vế hoàn toàn và bị bón hành một trận. Sắc mặt cậu ta bắt đầu lo lắng. Chưa để cho cậu có thời gian thở lấy sức thì La Hầu lại chém ra vài luồng kinh lực. Gió lốc cuồn cuộn bạo phát ra xung quanh, Tôn Ngộ Không bị chèn ép trong ngộp thở, cậu nhanh trí biến hóa ra nhiều cây gậy khổng lồ, xếp những cây gậy thành một cái hàng rào ngăn chặn kình lực. Tuy nhiên, cách này cũng chỉ là tạm thời. La Hầu chỉ cần vùng ra một luồng kình lực vào hàng rào đã khiến kim cô bổng bay tán loạn. Còn tiếp tục như thế này thì cậu ta sẽ bị băm thành nhiều phần. Cậu chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, trước đó cơ thể đã được Vĩnh Hằng Chi Hỏa tẩy rửa qua. Bây giờ có lẽ có thể vận dụng sức mạnh của Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Cách này quả nhiên có hiệu quả. Sau khi có thêm lực lượng, Tôn Ngộ Không lập tức biến thành bộ dạng kinh công khổng lồ rồi nhảy tới, dùng nắm đấm tấn công. La Hầu cũng chủ động lao lên, nắm đấm va chạm vào thanh đao tóe lửa. Sức mạnh của Tôn Ngộ Không bây giờ đã lên một tầm cao mới, có thể ngăn cản đòn tấn công trực diện của La Hầu. Cậu tung ra vài trăm cú đấm liên hoàn khiến Cuồng Vương phải học máu. Tuy nhiên hắn ta càng đánh thì lại càng mạnh, một khi chiến ý chiến đấu vượt quá tầm kiểm soát thì sẽ phiền phức to. Sau một trận đòn, chiến ý trong người hắn lại bạo phát. Sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra ngoài ngưng tụ thành thực thể khổng lồ. Hai tay hai thanh đao chém bay Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhanh chóng đáp trả bằng cách vung gậy trả đòn. Công kích hai bên va chạm tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Cả hai người đều bị dư chấn đẩy lùi, nhưng La Hầu thì có vẻ rơi xuống hạ phong. Cơ thể bay ra xa mấy chục mét. Hắn nhanh chóng đứng dậy, cơ thể tiếp tục thiêu đốt đấu hồn. Sát ý cuồn cuộn tạo thành cơn lốc xoáy. Đến đây thì tình hình đã sắp vượt qua khống chế rồi, còn tiếp tục đánh nữa thì cả hai sẽ lưỡng bại câu thương. Dù bên nào giành được chiến thắng thì cũng đều bị thương thảm trọng, khiến hậu quả không thể cứu vãn. Tôn Ngộ Không còn phải gánh vác sứ mệnh đưa Vĩnh Hằng Chi Hỏa trở về chỗ cũ. Mà Cuồng Vương thì lại là mấu chốt để cởi bỏ mối thù giữa thiên giới và Atula. Bọn họ đều là người quyết định tương lai của thế gian này. Nhìn thấy hai người lại lao vào nhau chiến đấu, Toma chủ động nhảy xuống dưới ngăn cản. Cậu chém ra một luồng kinh lực về phía hai người, nhưng sức mạnh của cậu ta lại quá yếu ớt, không tạo ra được sóng gió gì. Thậm chí còn bị một luồng kinh lực bay lạc đánh bay đi. Đây đúng nghĩa là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Thấy con trai tự ý xen vào cuộc chiến, La Hầu cũng tức giận. Bất cứ ai cũng không thể can thiệp vào trận chiến của Atula. Hành động của cậu đã vi phạm quy tắc nghiêm trọng. Như Lai đứng ra bao che cho Toma, đồng thời giải thích rõ ràng cậu ta không muốn để tình hình mất khống chế. Toma cũng trực tiếp bày tỏ suy nghĩ. Trăm ngàn năm qua, các tộc nhân Atula vì vinh dự mà không ngừng chiến đấu, chết chóc.
Hành động đó khiến cho Atula bị hao tổn rất nhiều. Cậu muốn chiến đấu cho điều gì đó có ý nghĩa. Đây cũng là mục tiêu mà Cuồng Vương lúc còn nhỏ đã hướng tới. Hắn đã từng căm ghét cái quy củ loại bỏ kẻ yếu, giữ lại kẻ mạnh của Atula, vì quy củ mà người huynh đệ của hắn đã phải bỏ mạng. Bây giờ Thomas lại nói ra suy nghĩ giống với hắn hồi còn trẻ, cho nên La Hầu đã thu lại chiến ý. Chẳng biết hắn suy nghĩ điều gì, hắn chỉ lặng yên cưỡi thú phi hành rời đi. Tôn Ngộ Không nhanh chóng đi tới nói chuyện với Như Lai, cậu ta cảm thấy mình lần này đã lập công to, đồng thời còn muốn ở lại để giúp sức đánh lui Atula. Hóa ra các thầy trò cũng nhìn thấy trận hành quân của đại quân Atula, từ đó biết được thiên giới đang gặp khó khăn, cho nên Đường Tam Tạng đã yêu cầu Ngộ Không chạy đến thiên cung trợ giúp. Như Lai lại từ chối, vấn đề liên quan đến Vĩnh Hằng Chi Hỏa còn lớn hơn cuộc chiến này, nó bao gồm tất cả vấn đề của thế gian. Chỉ khi giải quyết được vấn đề căn bản thì những vấn đề khác mới có thể giải quyết dễ dàng. Như Lai yêu cầu Ngộ Không nhanh chóng trở về hỗ trợ Đường Tam Tạng, đó mới là chuyện quan trọng hàng đầu của cậu. Chuyện ở thiên giới, Như Lai đã có an bài và cách đối phó rồi. Nói tới đây, tập phim cũng khép lại. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!